Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin tàu khảo sát Trung Quốc vẽ chữ Trung lên vùng biển của Việt Nam để khẳng định chủ quyền của họ. Ngày 23 tháng 2, AFA tiếng Việt có bài phân tích mục đích các tàu khảo sát của Trung Quốc vẽ chữ Trung trên vùng biển Việt Nam. AFA dẫn nhận xét của ông Raymond Powell, giám đốc dự án Sea Light thuộc trung tâm Guardian Knot về sáng kiến an ninh quốc gia thuộc Đại học Stanford về đường đi kỳ lạ của các tàu Trung Quốc ở bãi Tư Chính. Hình ảnh bài trên AFA. Ông Powell nói, nhìn vào mô hình đường đi khảo sát của các tàu khảo sát trong thềm lục địa và các vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, từ trước tới nay, chúng ta ngạc nhiên về đường đi kỳ lạ của nó. Theo tôi, lời giải thích hợp lý duy nhất là Trung Quốc thực sự muốn vẽ một ký tự trong chữ Trung Quốc, chữ Trung, có nghĩa là Trung Quốc. Về cơ bản, họ muốn gửi một thông điệp tới Việt Nam rằng Trung Quốc coi các mỏ dầu ở bãi Tư Chính là thuộc về Trung Quốc. Đó là một hành động rất táo bạo và quyết đoán. Tôi nghĩ là nó báo hiệu các mục tiêu dài hạn của Trung Quốc vẫn được giữ nguyên. Tôi đã ở Hà Nội vào năm 2014 trong cuộc khủng hoảng giàn khoan HD981. Lúc đó, Việt Nam đã tung ra các video về tất cả các cảnh đâm tàu và bắn vòi rồng của Trung Quốc xung quanh giàn khoan dầu. Tôi nghĩ vào thời điểm đó, tình hình căng thẳng với Trung Quốc đã leo thang. Nó gây ra một số vấn đề trong nội bộ Việt Nam khi một số các cuộc biểu tình vượt quá tầm kiểm soát. Vào thời điểm đó, điều đó cũng khiến cho Trung Quốc ngạc nhiên. Tôi nghĩ nó đã mang lại cho Việt Nam một số đòn bẩy. Tôi tin rằng Trung Quốc đã rút giàn khoan sớm hơn dự định. Chính phủ Việt Nam rất coi trọng sự ổn định nội bộ, bởi vì đó là một chế độ cộng sản. Đối với họ, duy trì sự ổn định nội bộ để người dân không trở nên quá đỗi giận dữ là điều rất quan trọng. Tôi nghĩ rằng Việt Nam cũng muốn có thể quản lý xung đột với Trung Quốc một cách cẩn thận. Và một lần nữa, tôi nghĩ họ tin rằng giọng điệu nhẹ nhàng sẽ mang lại cho họ sự thành công. Hình ảnh đường di chuyển của tàu khảo sát Trung Quốc trong 2 tháng 5 và 6 năm 2023 theo mô hình chữ Trung, ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Tuy vậy, theo AFA, ông Powell cho rằng, về lâu về dài, ông không tin chiến thuật im lặng trên truyền thông hiện nay của Việt Nam sẽ có hiệu quả trong việc ngăn cản Trung Quốc tiến vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. AFA cũng dẫn lời ông Craig Pohlin, giám đốc chương trình sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, đánh giá về việc Việt Nam im lặng trên truyền thông về các hành vi xâm lấn của Trung Quốc. Ông Craig Pohlin nhận xét, Trung Quốc và Việt Nam không có cơ chế giải quyết xung đột. Họ đã có một số nỗ lực giải quyết xung đột và những nỗ lực đó có nhiều thành công khác nhau. Họ có các cuộc tuần tra chung hàng năm của cảnh sát biển ở Vịnh Bắc Bộ mà cả hai bên đã công bố rộng rãi. Nhưng tất nhiên, những điều đó chẳng làm được gì cả. Họ thậm chí chưa giải quyết được vấn đề chồng lấn ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ. Ông nói tiếp, chúng ta có thể cảm ơn Trung Quốc một phần bởi vì mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam có thể đã không hình thành nếu không có một Trung Quốc hung hãn. Chúng ta có thể cảm ơn Trung Quốc vì đã tái sinh một liên minh Hoa Kỳ-Philippines. Chúng ta có thể cảm ơn Trung Quốc vì nhờ họ mà xuất hiện ý tưởng về bộ quy tắc ứng xử mới của Philippines. Với việc hợp tác cảnh sát biển giữa một số nước trong khu vực, tất cả điều này đã xảy ra vì Trung Quốc. Rõ ràng Trung Quốc đang làm suy yếu lợi ích của chính mình và nước này không còn giành thêm được bất kỳ vị trí nào ở Biển Đông trong ít nhất 2 năm qua. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin tàu khảo sát Trung Quốc vẽ chữ Trung lên vùng biển Việt Nam để khẳng định chủ quyền của họ. Tròn 2 năm cuộc chiến, giới ngoại giao Mỹ và phương Tây ở Hà Nội thể hiện tình đoàn kết với Ukraine. Ngày 27 tháng 2, VOA tiếng Việt cho hay, giới ngoại giao Mỹ, phương Tây ở Việt Nam ủng hộ Ukraine dịp cuộc chiến tròn 2 năm. Theo đó, hàng chục nhà ngoại giao từ các nước Mỹ, Canada, EU tại Việt Nam hôm 24 tháng 2 đã tổ chức tuần hành ở Hà Nội để thể hiện tình đoàn kết với Ukraine khi cuộc chiến giữa nước này và Nga bước sang năm thứ ba, giữa lúc chính quyền Việt Nam tránh đưa ra lời lên án Moscow. VOA dẫn lời đại sứ Hoa Kỳ Mark Knapper viết trên Facebook hôm 25 tháng 2, Hoa Kỳ sát cánh cùng Ukraine khi nước này bảo vệ chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của mình, một nguyên tắc quan trọng đối với mọi thành viên Liên Hiệp Quốc. VOA cũng dẫn bày tỏ của đại sứ Canada Sean Steele trên trang X, trước đây là Twitter, rằng 2 năm sau khi Nga phát động cuộc xâm lược khủng khiếp, Canada kiên định và không nản lòng sát cánh cùng Ukraine. Hình ảnh bài trên VOA. VOA nhận xét đây dường như là cuộc tuần hành nhỏ của các nhà ngoại giao nước ngoài ở Hà Nội và không có sự tham gia của các nhóm xã hội dân sự
hay các cá nhân trong nước, những nhóm thường bị chính quyền ngăn chặn khi tham gia biểu tình công khai ở nơi công cộng. VOA tiếp tục dẫn lời ông Alexander Gaman, đại sứ Ukraine tại Việt Nam, viết trên Facebook hôm 25 tháng 2 rằng, trong thời gian qua, những người bạn của chúng tôi châu Âu và các châu lục khác ngày càng biết chắc rằng Nga là một kẻ xâm lược và một quốc gia khủng bố đe dọa an ninh của toàn thế giới. Chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ của bạn bè và tin tưởng rằng họ sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine trong đúng khoảng thời gian chúng tôi cần thiết. Đại sứ Ba Lan cũng được VOA trích dẫn nội dung viết trên Facebook rằng Ukraine đang đấu tranh cho nền độc lập và quyền được lựa chọn con đường duy nhất của mình. Chúng ta không chấp nhận tình trạng một quốc gia lại quyết định tương lai của một quốc gia khác. Đã quá nhiều lần trong lịch sử mà một nước láng giềng lớn hơn vi phạm chủ quyền của một nước nhỏ hơn. Bên cạnh đó, VOA cho biết một số người Việt cũng bày tỏ sự đoàn kết với Ukraine và chia sẻ thông điệp của đại sứ Ukraine. Theo VOA, cuộc xâm lược Ukraine của Nga là chiến dịch quân sự lớn nhất ở châu Âu kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai, với số liệu của Liên Hợp Quốc cho biết có hơn 30.000 trường hợp dân thường thương vong. Hình ảnh đại sứ Mark Knapper đồng hành cùng đại sứ Ukraine Alexander Gaman. Vẫn theo VOA, từ khi cuộc chiến nổ ra, chính quyền và truyền thông Việt Nam không lên án Nga và cũng không gọi đây là cuộc xâm lược. Trong 2 ngày qua, truyền thông Việt Nam đưa ra rất ít tin về các cuộc xung đột Nga-Ukraine tròn 2 năm. Chủ yếu điểm lại các tin tức trên thế giới nói rằng cuộc chiến này đã tác động sâu sắc đến tình hình chính trị và kinh tế toàn cầu và triển vọng về một giải pháp hòa bình chấm dứt xung đột còn xa vời. VOA nhận xét trong 2 năm qua, Việt Nam vẫn giữ vững quan điểm nhất quán đối với cuộc chiến này. Theo đó, Việt Nam kêu gọi các bên liên quan hết sức kiềm chế, tránh những động thái gây bất ổn cho tình hình chính trị thế giới, ảnh hưởng xấu đến hòa bình ổn định toàn cầu, đe dọa nghiêm trọng đến sinh mệnh của binh lính và người dân vô tội ở các nơi xảy ra xung đột. Và Việt Nam không thiên vị hay đứng về bất kỳ một bên nào xoay quanh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. VOA dẫn nhận định của luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada cho rằng Việt Nam nên sát cánh cùng người dân Ukraine vì đó là cuộc chiến vệ quốc chính đáng. Và Việt Nam không cần chọn bên mà phải chọn lẽ phải và hành xử có lương tâm và trách nhiệm, tiếp tục bảo vệ các nguyên tắc cơ bản của Liên Hiệp Quốc và tôn trọng luật pháp quốc tế. Vị luật sư gốc Việt kêu gọi Hà Nội nên hành động như vậy để bảo vệ cho Việt Nam trước các thế lực bá quyền và các nước lớn bắt nạt các nước nhỏ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.de với bản tin. Tròn 2 năm cuộc chiến, giới ngoại giao Mỹ và phương Tây ở Hà Nội thể hiện tình đoàn kết với Ukraine. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.de để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.de